sau ở nhà nhé, tại nhà vườn tiệm cảnh nhé. Chia sẻ với các bạn cây thường vi bonsai thuần chậu, đây là trên cái chậu bên hai, cây uốn rẻ rất là đẹp, cây đang hoa nhưng vừa hoa là mấy tháng rồi này, đây màu hoa này. Đấy, màu hoa nữa này, hoa đắng đó. Hoa này các bạn, bẹ cái này bẹ gốc mình nấp thì rất là bẹ rất là to, em vành cái gốc chỗ này 50 cục, thân nó dẻo này. Đấy. Nhìn thân này. Đấy. Thân đưa rất dẻo các bạn nhé, lượn này. Đây trồng cái chỗ này lượn này. Đẹp nhất chỗ này. Thoát mét 3 các bạn nha. Để bẻ gốc kìa. Thoát mét 3. Đấy. Nhìn tổng thể của cây. Nắng quá. Cao 3 mét, tán 2 mét rưỡi. U cục. Hoa đó này, nhìn hoa đấy, thân nào cũng dẻo đẹp nhé, bạn nhìn này, này độc ô cục, rất đẹp. Cái vít khó kiếm các bạn, rồi bạn có vẻ thu ngắn tí để chơi nó thấp hơn cái này, anh chơi tán 3 mét, ta cao 3 mét tán 2 mét rưỡi. Cây bẹ đẹp, thân nắc, số cục, cây hiếm có, vành to nhé, vành 50 chỗ này các bạn này. Đấy. Ở dưới này to lắm, cục ấy. Đẹp lắm. Cái này 40. Bỏ 40. Cái thứ hai. Cái này cũng trên chậu. Bẹ đấy các bạn này. Cái này vành. Cái mẹ giả lắm. Vành chỗ này 70. Đang nuôi tán ô thôi. Đấy, bẻ gốc này. Đấy, cao chỉ mét các bạn nhé. Để rộng mét 3. Mình tiếp tục hành cái ô rất là đẹp. Trên cái bẻ mét 2. Chia sẻ hai cái thường đi bonsai.